Có được hai con. Con được một trai và một gái. Thì đứa con gái thì nó bị bệnh, nó cũng mất luôn rồi. Tay vợ lâu chưa? Chia tay cũng 15-16 năm rồi. 15-16 năm rồi đó hả? Dạ. Về sau này thì lúc mà đứa gái mất đó là mẹ nó không có cho qua lại nữa, nó không có nghe điện thoại rồi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha. Em tên là Trần Trọng Hiến, năm nay 47 tuổi, là công nhân của bưu điện. Thấy rung quá. Rung quá. Công nhân bưu điện nào Hiến? Việt Nam Box. Là mình đang làm việc ở đâu? Làm ở Nha Bè. Nha Bè hả? Dạ đúng rồi. À rồi mình ở đâu? Thì trọ tại Nha Bè luôn. Trọ Nha Bè. Quê mình ở đâu Hiến? Quê thì sinh ra ở Lâm Đồng, xong rồi được mấy tháng tuổi là bà ngoại dắt vô trong Gò Vấp. Ở Gò Vấp Sài Gòn ấy, từ nhỏ đến lớn ở đó luôn. Ở đó luôn? Dạ cho tới giờ. Bây giờ mình ở có một mình thôi? Không, ở với mẹ. Với mẹ hả? Có hai mẹ con. À có hai mẹ con thôi. Dạ. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó nhà gái ơi. Rồi mình mời nhà gái. Dạ chào chị Hồng Lan. Chào anh Quyền Linh. Chào người bạn bên kia. Chào quý vị khán giả chứ em phòng. Em tên là Trần Thị Liệu, sinh năm 1977, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em là người Khởi Mai. Hiến ở Gò Vấp, Bình Dương lên cũng gần, không xa. Dạ. Gò Vấp qua Bình Dương không xa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiến? Điểm mạnh của em là nói chung là sống hòa đồng, vui vẻ, rất là chăm chỉ công việc và nhiệt tình. Thích làm việc từ thiện. Là mình làm ở Nhà Bè xong mình về Gò Vấp phải không? Cứ sáng đi chiều về vậy đó hả? Không, có em có ở trọ, vì có ca làm đêm nữa, đâm ra em muốn trọ những cái ở trọ Nhà Bè luôn. Đúng rồi, trọ. Khi nào về nhà mới về Gò Vấp ở với mẹ. Những mẹ ở nhà con mình nên về với mẹ chứ ở trọ chi cũng đâu có xa đâu. Nhưng mà nhiều khi mình làm đêm á, đi về nó nguy hiểm. À làm ca đêm á đúng không? Rồi. Đi về nó buồn ngủ, nó nguy hiểm. Thì điểm yếu của em là em dễ tin người và nói chung là cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, dễ tin người. Mời nhà gái. Nghe sao thấy thương quá vậy trời. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị? Sở trường của em là sạch sẽ. Sạch sẽ hả? Dạ, sạch sẽ. Hiền. Nhìn là thấy hiền rồi. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm hả? Hay quên. Hay quên. Bên đây đơn giản nhẹ nhàng lắm. Hiền lành, sạch sẽ, hay quên. Bên đây cũng hiền lành, nhút nhát à, nhưng mà khó quên. Người ta làm bưu điện mà không quên được đâu. Cái đường tình duyên của mình nó sao Hiến? Em thì đã đổ vỡ một hôn nhân một lần. Thì có được hai con. Con được một trai và một gái. Thì đứa con gái thì nó bị bệnh, nó cũng mất luôn rồi. Trời ơi. Còn đứa con trai thì con trai thì bây giờ là theo bên mẹ, ở với mẹ. Trai ở với mẹ. Vâng. Mình chia tay với vợ lâu chưa? Chia tay cũng 15-16 năm rồi. 15-16 năm rồi đó hả? Dạ. Mới đầu là ly thân. Ly thân cũng được 10 năm. Chia tay cũng phải cỡ 5-6 năm nay. Rồi đứa con còn trai đó ở với mẹ đó. Bao lâu mình thăm con trai một lần? Thì mình cứ qua thăm thì mình cứ gọi điện rồi. Trước là hay chở đi chơi, hay chở đi chơi, đi ăn, đi uống. Thế là về sau này, thì lúc mà đứa gái mất á là mẹ nó không có cho qua lại nữa, nó không có nghe điện thoại rồi. Không có cho qua lại, như họ cũng bán nhà đi, cũng không muốn giao tiếp với mình nữa. Nên giờ không biết là như thế nào. Rồi. Trời ơi trời, sao đoạn trường vậy trời? Đó là hoàn cảnh bên nhà trai vậy đó. Không biết nhà gái hoàn cảnh sao? Em có một mối tình à. Mối tình thì kiểu như quen nhau mà không hợp nhau nên chia tay. Từ đó là em mất lòng tin, này không có quen ai nữa. Vậy hả? Chị chia tay lâu chưa? Chia tay nay cũng 10 năm. À, rồi chị quen anh lâu không? Quen 2 năm. Quen 2 năm. Chia tay 10 năm rồi. Chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về tương lai đi. Chị muốn cái người đàn ông tương lai của chị có tính tình như thế nào nè? Tính tình hiền, biết lo cho gia đình, không hút thuốc. Rồi có cái gì chị không thích không? Không thích là không hút thuốc. Chị không thích không hút thuốc thôi. Với quýnh bài. Chị thích cao ráo hay là thấp người hay mập hay ốm gì? Cụ thể đi. Cao nghe em tí là được. Dạ. Chứ không không cần thiết là người. Nhỏ không nghe, tôi ráng qua đây tôi nghe coi.
Trời ơi, tại người ta nhát quá. Nhát quá hả? Ừ, người ta hiền quá mà. Đây. Chào nhà gái. Dạ, chào anh Quỳnh. Mình muốn người gọi là cùng nắm tay đi suốt cuộc đời như thế nào? Nó lớn lên bên đây coi có giống bên đây không? Em thích người đó hiền, biết lo cho gia đình. Rồi, gì nữa? Cuộc sống ổn định, công việc ổn định. Đây là ổn rồi đó, làm bưu điện là ổn định rồi đó. Không hút thuốc. Đây chắc không hút rồi. Không đánh bài. Dễ gì đánh. Để đi qua hỏi. Em chào anh. Dạ chào chị. Trời, sao em nghe cuộc đời anh nó đoạn trường quá, em xót xa ghê. Hồi trước thì em làm công việc là vẽ áo dài và thiết kế. Hồi xưa là làm cái nghề đó cũng được mười mấy năm á, mười bốn mười lăm năm á. Dạ. Rồi sao mình chuyển ngành vậy? Thì nói chung là về sau này làm cái ngành đó mà mình không có không theo kịp. Dạ. Thế là thôi. Dạ. Thì giờ hai vợ chồng về nè. Giờ anh vẽ cho chị Mai. Vẽ cho chị Mai bên đây Mai rồi cùng bán cũng được ha. Đó. Có nghề vậy mà làm bưu điện thì làm chiều tối về vẽ. Bây giờ nè, anh mong muốn có cái người bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng hiền thôi, không có cuộc sống không có muốn sự lớn tiếng trong gia đình. À trời, chị hiền lắm, nãy chị khô. Nói còn không nói lớn tiếng nữa rồi. Thôi nghe không nổi nữa rồi đó. Dạ. Vậy thôi được rồi, không có vậy thôi nữa. Hả? Dạ. Trời, sao hai anh chị này thương quá hả? Rồi em gái đi với ai? Em đi với gia đình em với bạn thân. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chú. Con chào quý vị trong khán phòng. Con là cháu của cô Hồng Liệu, con với cô cũng làm chung công việc đó là làm bên hội phụ nữ ở ấp chú. Sao không có ai làm mai của hội phụ nữ hay gì đó? Trong hội phụ nữ lấy ai đâu làm mai trời. Dạ, đúng rồi, chị Ngọc Lan nói đúng. Kể bên có hội phụ nam không có hay không? Không có, không có cái hội nào như vậy cả. Hội cụ chiến binh. Hội cụ chiến binh. Thôi. Hay là chỉ kén quá hay sao? Dạ không phải kén mà chắc duyên nợ chưa tới á chú. Duyên chưa tới đúng không? Dạ. Bữa nay coi người dạ, này giờ đó, được với cô không? Theo suy nghĩ của con thì con thấy là chú là cũng hiền, là phù hợp với cô. Với lại chú cũng có thiết kế áo dài thì nó cũng liên quan đến ngành mai. Thì con thấy là hai cô chú rất là hợp. Thì con thấy là ok rồi đó. Ok. Thấy hợp rồi đó. Lựa chọn là tùy ở cô. Thì con luôn ủng hộ cô và gia đình cũng luôn ủng hộ cô. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ vậy thôi, mình mở rào thôi. Cho hai người gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Hiến. Anh ơi, mình ở lại mình nhận quà anh ơi. Em có món quà để gửi anh kỷ niệm bữa nay mình gặp nhau. À, cảm ơn em. Cái này mở ra luôn được không? Dạ. Một cuốn sổ. Bỏ để ghi chép những cái kỷ niệm. Những cái kỷ niệm mới sau này. Dạ. Cảm ơn em. Để anh ghi chép những buổi đi chơi với em. Anh hỏi em là em thấy anh làm sao, có hợp nhãn với em không? Em thấy anh thì cũng chuyển trạc, nhìn thì cũng được. Nếu như mà em cho anh cơ hội để mà tới với em thì anh sẽ cố gắng làm mọi việc để cho chúng ta có thể là về với nhau. Gia đình của anh là ở đâu lần? À, anh ở Gò Vấp. Chỗ đó mở tiệm mai được không Hiến? Dạ được, hiện tại giờ cái mặt bằng đang cho người ta mướn. Trời ơi, vậy còn không biết về nữa, khỏi mướn mặt bằng luôn. Em làm công việc thì em rảnh vào những giờ nào? Thì công việc của em thì nó làm suốt, nhưng mà có công việc gì mình đã hỏi những ngày. Chứ như anh muốn qua chơi với em thì anh vô những ngày, qua những ngày nào thì tiện đó. À, em thì làm việc tại nhà cho nên là giờ nào đến cũng được. Bây giờ là em gái đang ở nhà với ai? Em ở có mình em à. Một mình hả? Trời ơi. Nhà riêng luôn hả?
Dạ, nhà của cha mẹ cho để lại. Trời, ai cũng có điều kiện hết trơn. Thôi mở hai tiệm luôn đi. Mở tiệm Bình Dương với lại tiệm ở Gò Vấp luôn. Chạy đi chạy lại. Hợp lý, hai người ở mình đi gom lại mình. Hay là hai người ở nhà. Mình gom lại một chỗ, mình chỗ mình cho thuê. Hai người, đúng rồi, hai người gom nhà, còn nhà cho thuê. Đúng rồi. Đúng không anh? Ngon lành ha. Khoảng bao lâu tính luôn đi. Đối với mẹ thì muốn càng nhanh càng tốt. Nói chung là tháng sau gì cũng được hết trơn luôn đó. Hả? Tháng sau? Được luôn. Được luôn. Không còn thời gian nữa rồi. Thời gian 76, 4 mấy không? 4 mấy rồi? 46. 46 còn đẻ được. Cái này nói thiệt nha, vì cô này là chưa có gia đình luôn. Em có muốn có em bé không ạ? Thì cái đó cũng hay với chuyện của mình, là cái đó là cái ông trời ông cho, hay cái duyên của ông trời ông cho. Mình có thì mình sẽ tốt hơn, thì không có cũng được. Chứ vậy là phải lẹ lẹ đi. Dạ. Hỏi đi, em thích trai con gái luôn. Em thích con trai hay con gái? Con trai con gái cũng được anh. Chứ không cần thiết là phải là con nào cũng là con. Vậy cũng tốt. Anh cũng rất là hy vọng được gắn kết với em. Tức là muốn tháng luôn đúng không? Đúng rồi, lẹ lẹ lên, lẹ bên này, lẹ. Bên đây ý kiến bên nhà gái còn sao? Em thì tìm hiểu, nếu mà tìm hiểu mà thấy hợp với nhau thì đến. Rồi, tìm hiểu được cái hội phụ nữ lo. Ha. Thật ra mình không còn thời gian ở đâu. Dạ, đúng. Cái này rồi. Nói chơi mà cũng là nói thiệt luôn. Dạ. 46 rồi. Nếu được đẻ liền luôn. Kiếm đứa không? Hai chồng con đứa con nó mới hạnh phúc nha. Để đi hai anh chị bận quá, thảy con qua đây em chăm cho anh. Thiệt. Được không? Thấy được không? Được. Bây giờ nè, tiến tới luôn, tới tấp luôn. Bây giờ không còn, mình đâu còn trai tân gì nữa đâu. Trời ơi, nhưng mà cũng mấy năm rồi người ta chưa quen ai đó. Đúng rồi, tấn công vô liền. Nè, tức quá cho coi với coi. Đó. Bây giờ thì anh có một ca khúc muốn gửi tặng em ha. Như khi kiếm đâu anh cô tính trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người. Sẽ rung. Cầm tay rất rung, nhớ lời luôn. Bây giờ hỏi chị đi, thật ra nãy giờ nói vui vui cho anh đỡ rung á. Bây giờ là chị nhìn thẳng người đàn ông này đi. Chị có cảm tình gì với người đàn ông này không? Chứ ảnh là anh thích rồi đó, đúng không? Được không? Dạ được. Được ha. Chắc em hết. Dạ hết. Hết. Hết là nhất. Đúng. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakerboard nha. Nãy giờ thì chúng ta có thể vui ha, có thể đùa nhau chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, thật nghiêm túc với con tim của mình. Nếu đây đúng là người mình có thể cho họ cơ hội để họ tiến tới thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mình cảm giác không đúng, không cần bấm, dành cơ hội để cho người khác. Khi mình bấm nút là mình phải có trách nhiệm với nút bấm đó, chứ không phải bấm vì một ai đó nha. Chuẩn bị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng anh chị. Chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Giờ sao anh? Bây giờ cảm giác anh sao? Thì rung. Vẫn còn rung hả? Bấm nút rồi mà rung cái gì nữa? Không, cái rung đầu tiên là chưa không ai. Không biết có. Vô. Được không? Được, vô. Dạ, nhào vô làm đại, làm lia lịa. Anh khỏi xin. Mình phải mạnh mẽ lên nữa nha. Giờ được hay không là cho anh đó nha, anh Hiến. Dạ.